Chào anh em nhé. Hôm nay là ngày 27 tháng 5 2022. Em gửi chim cho anh Tuấn ở bên xe Hải Tân Hải Dương này. Em cu ta khiển khách nha. Mã số học 70. Chỉ mà mang ống phân hồng bộ to để rút ở chân đây anh nha. Đây. Đấy, sẽ rút ở chân này nha. Chìm đây. Hàng ống phân hồng này. Anh có thêm một đôi mẫu nữa đây, chim của ta này bán cho đôi anh nhé, bắt theo đôi dây rút ở chân. Giờ em đầu em bắt cho anh này, bắt đi cái xe đây. Em kết thúc video đây nhá, khi bắt gửi cho anh. Chia tay em về thành phố Hải Dương để mà mau nói cho chủ chơi nhé.